Thế giới thiệu anh em là cà chua Đà Lạt. Chú ăn được rồi. Đó, đẹp lắm đấy. Thử quả. Đấy. Ăn luôn này. Ngon lắm. Cà chua Đà Lạt. Và vườn hái thích thích ăn quả nào đây ăn? Tươi. Đó. Hán tại vườn. Thêm quả nào đỏ ngon ăn. Nó phải cắt cẩn thận thế này không? Có hồng treo gió. Cà sôn sôn cà la. Cá mới chảy à? Hồng treo gió. Chỗ này quả đâu mà chảy? À đây bây giờ được chảy à? Chảy, chảy, chảy đâu cũng có tiền đấy. Ừ, chảy đi. Đẹp nhờ. Chín ở dưới cây đúng không? Hôm qua hết hơn cân hồng treo gió rồi. Đây, đây, ra bí đau kìa, bí kìa. À. Thế quả gì đấy? Quả gì đấy? À, đéo vừa chụp ảnh ra đấy. Bước qua giảm. Quả bí ngô này ăn bao giờ được hết? Quả bí này khoảng bao cân nhỉ? À. Bí này có bán giống không nhỉ? Mắc về hoàng kim. Quả là gì? Quả gì nhỉ? Giống bí thì nói là giống bí. Quả giống dưa. Dưa. Bí này gọi là bí gì? Vừa gặp đoạn này xong lại gặp đoạn này rồi. Sắp nuôi ăn ở đây, sắp nuôi ăn. Ôi, chồng toàn nhà kính hết nhờ. Hả? À dâu, dâu, dâu tây. À dâu nhờ. Dâu tây đấy. Ờ. Hôm nay mình chủ yếu đi tham quan mô hình trồng dâu công nghệ cao. Rồi rồi. Bố không mang máy bay về nào được? Được không? Ê, thăm mô hình. Để con chờ. Bố. Ừ. Đây làm gì có đâu mà hái. Đây. Khổ quá không mang được máy bay về về Hà Nội. Hả? Con cầm. Sao đùa đùa. Mày mua hai chú ấy về. Nóng nhỉ? Đây.
ca 3 giờ đâu. Ở dâu chín rồi này. Có thái ăn không nhỉ? Ồ, thì nó lại đi tiếp à? Thế đi thung lũng vàng nữa. Gì đấy? Quay ra. À, ngoài này không có nữa, không gì nữa. Thôi. Thế rồi đây. Bây đang ấy. Thôi. Nhỏ. Đây. Một cân 500. Ừ, được rồi. Thử nào. Đấy. Tay này. Chưa chín. Mặt xanh. Rồi. Ngon. Xin chào 500 em nha.